nghi phạm lẻn vào nhà giở trò đồi bại với bé gái sinh năm 2014 đã bị bắt. Bộ Y tế đình chỉ ngay bếp ăn nhà máy đóng tàu sông Cấm, khiến 127 người ngộ độc phải nhập viện. Lộ diện đường dây sản xuất hơn 1.000 văn bằng, chứng chỉ giả ở Hà Nội. Công an Bình Định bắt tên cướp khét tiếng, biệt danh Hùng Xám. Tài xế váy lại nạn nhân dưới gầm xe đầu kéo. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Báo Sức Khỏe và Đời Sống. Vừa rồi là một số thông tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc bé gái sinh năm 2014 bị kẻ gian đột nhập vào nhà giở trò đồi bại khi bố mẹ vắng nhà ở Bình Phước. Mới đây, nghi phạm đã bị công an bắt giữ sau 2 tuần bỏ trốn. Tối ngày 27 tháng 6, Công an huyện Hớn Quản, Bình Phước cho biết đã bắt giữ Nguyễn An Bình, 48 tuổi, ngụ tại tỉnh Bình Phước, để điều tra về hành vi giở trò đồi bại với trẻ em và cướp tài sản. Bình là nghi phạm trong vụ bé gái sinh năm 2014 bị làm chuyện xấu khi đang nằm ngủ trong nhà. Sau 2 tuần truy xét, công an phát hiện Bình lẩn trốn tại khu phố 8, phường Minh Hưng, thị xã Trơn Thành, tỉnh Bình Phước nên tiến hành vây bắt. Công an cho biết Bình đã có 8 tiền án về các tội trộm cắp tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trước đó ngày 14 tháng 6, khi cha mẹ đi làm, bé DVN sinh năm 2014 ngụ tại xã Minh Tâm, huyện Hớn Quảng, tỉnh Bình Phước, nằm ngủ cùng em trong nhà. Sau khi cha mẹ đi làm về, phát hiện con có biểu hiện bất thường nên hỏi thì bé cho biết vừa bị một người đàn ông giở trò đồi bại khi đang nằm ngủ. Khi người đàn ông thực hiện hành vi đồi bại xong, đã lấy đi chiếc điện thoại và một xe máy rồi tẩu thoát. Người thân bé gái sau đó đã trình báo đến cơ quan công an. Liên quan đến vụ ngộ độc khiến 120 công nhân mắc và nhập viện điều trị, Bộ Y tế yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể nhà máy đóng tàu sông Cấm, điều tra xác định rõ nguyên nhân vụ ngộ độc, truy xuất nguồn gốc thực phẩm. Tối ngày 27 tháng 6, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế cho biết, nhận được báo cáo vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại nhà máy đóng tàu sông Cấm, Hải Phòng, là 178 người mắc và 127 người phải nhập viện để điều trị. Cục đã ban hành công văn số 1476 ATTP NDTT ngày 27 tháng 6 năm 2024 gửi Sở Y tế Hải Phòng. Cục An toàn Thực phẩm đề nghị Sở Y tế Hải Phòng khẩn trương chỉ đạo các bệnh viện có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho các bệnh nhân ngộ độc thực phẩm, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng. Trong trường hợp cần thiết, có thể xin hỗ trợ hội chẩn chuyên môn với bệnh viện tuyến trên. Đồng thời, đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể nhà máy đóng tàu sông Cấm, tổ chức điều tra xác định rõ nguyên nhân vụ ngộ độc theo quy định, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân. Bộ Y tế đề nghị phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm nếu có và công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng. Đồng thời tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các bếp ăn tập thể, cơ sở dịch vụ ăn uống đảm bảo vệ sinh, điều kiện an toàn thực phẩm, thực hiện nghiêm việc quản lý nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm, kiểm thực 3 bước, lưu mẫu thực phẩm và vệ sinh trong các khâu chế biến. Cùng đó, tuyên truyền, giáo dục cho người dân kiến thức an toàn thực phẩm và biện pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm, nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, thói quen không đảm bảo an toàn thực phẩm trong lựa chọn và sử dụng thực phẩm, không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, nhãn mác xuất xứ. Cục An toàn Thực phẩm cũng đề nghị Sở Y tế Hải Phòng thực hiện nghiêm các nội dung tại công văn số 2487 BIT-ATTP ngày 11 tháng 5 năm 2024 của Bộ Y tế về ngăn ngừa, xử lý ngộ độc thực phẩm. Báo cáo kết quả triển khai về Cục An toàn Thực phẩm theo quy định. Trước đó, sự việc xảy ra tại nhà máy đóng tàu sông Cấm, công ty sông Cấm, làm hơn 100 công nhân nhập viện. Sở Y tế Hải Phòng cho biết, tính đến thời điểm này, đã có 178 công nhân của công ty sông Cấm phải cấp cứu vì có triệu chứng ngộ độc. Trong số này, có 69 công nhân được cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, 30 công nhân cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Quốc tế, 28 công nhân cấp cứu ở Trung tâm Y tế huyện An Dương, và 51 công nhân có triệu chứng nhẹ được nằm theo dõi tại công ty. Theo thông tin của công ty, bữa ăn trưa hôm nay có 802 suất và bắt đầu phục vụ ăn lúc 11:30 với 2 thực đơn cho công nhân và cán bộ công ty tùy ý lựa chọn. Trong đó thực đơn 1 gồm các món thịt gà nấu sáo, lạc trao dầu, bí xanh luộc, canh rau ngót, cơm trắng, dưa hấu. Thực đơn 2 gồm cá biển kho, chả lá lốt, bí xanh luộc, canh rau ngót, cơm trắng, dưa hấu. Sau khi ăn xong bữa trưa được 30 phút, công nhân nghỉ ngơi. Khoảng 13 giờ, phía phòng an toàn lao động báo khẩn có nhiều công nhân có biểu hiện ngộ độc, mặt nóng ran, đau đầu, tức ngực, khó thở, nổi mẩn ngứa và buồn nôn. Ngay sau khi nhận tin trên,
công ty liên lạc ngay trung tâm y tế huyện An Dương, nơi công ty hoạt động, để nhờ hỗ trợ cấp cứu. Theo đó, công ty bố trí các phương tiện chở hơn 100 công nhân đến các cơ sở y tế như trung tâm y tế An Dương, trung tâm y tế Thủy Nguyên và bệnh viện đa khoa quốc tế, bệnh viện Việt Tiệp. Còn 50 công nhân triệu chứng nhẹ được đưa lên phòng nghỉ của công ty, được trung tâm y tế An Dương đưa nhân lực sang sơ cứu, xử lý tại chỗ. Đến khoảng 14 giờ 30, số công nhân này đã tỉnh táo, trở lại làm việc bình thường. Thưa quý vị, thời gian qua, tình trạng mua bán văn bằng chứng chỉ giả vẫn đang là một vấn nạn. Mới đây, cơ quan chức năng Hà Nội đã triệt phá một đường dây sản xuất chứng chỉ giả hết sức tinh vi. Theo đó, các đối tượng đã tạo những nick Facebook giả để tìm người mua văn bằng chứng chỉ giả, sử dụng căn cước công dân giả và tạo tài khoản online của ngân hàng để thực hiện các giao dịch chuyển tiền nhằm trốn tránh cơ quan chức năng. Chiều 27 tháng 6, Công an huyện Nam Từ Liêm Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam với Nguyễn Duy Quang, sinh năm 1989, ở quận Nam Từ Liêm, Trương Bình Nguyên, sinh năm 1997 và Lê Đình An, sinh năm 1997, cùng ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Lê Đình Tiệp, sinh năm 1997, ở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Bùi Văn Bình, sinh năm 1997, ở huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Nguyễn Đình Hoàng, sinh năm 1998, ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, để điều tra về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Thượng tá Đặng Mạnh Cường, Phó trưởng Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, qua công tác trinh sát nắm tình hình, đơn vị phát hiện một số đối tượng hoạt động mua bán giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ để phục vụ cho việc nộp hồ sơ xin việc làm tại cơ quan doanh nghiệp. Tiến hành xác minh, đơn vị nhận thấy các đối tượng hoạt động với phương thức thủ đoạn tinh vi, cấu kết thành đường dây, sử dụng ứng dụng trên không gian mạng để hoạt động vi phạm pháp luật. Vì vậy, lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ xác lập chuyên án, tập trung lực lượng đấu tranh, bắt giữ các đối tượng trong đường dây. Đến ngày 28 tháng 5, khi đối tượng Nguyễn Duy Quang đang giao tài liệu cho shipper mang đi cho khách, lực lượng công an đã bắt quả tang. Đối tượng Quang đã thừa nhận số giấy tờ này được làm giả theo yêu cầu của khách. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Quang, công an thu giữ 2 máy in, 1 máy tính, 1 máy photocopy, 1 máy ép plastic, 11 con dấu giả. Ngoài ra, công an cũng thu giữ 1.388 phôi bằng tốt nghiệp đại học, kỹ sư, cử nhân, trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, chứng chỉ sơ cấp nghề, ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, ngoại ngữ, giấy phép lái xe và 156 bộ văn bằng chứng chỉ giả đã hoàn thiện. Quang cũng khai nhận, tháng 6 năm 2023 đã liên hệ với Trương Bình Nguyên để cùng nhau làm giấy tờ giả, giao bán trên mạng xã hội và chia đôi lợi nhuận kiếm được. Các đối tượng đã tạo Facebook với nick giả để tìm người có nhu cầu mua văn bằng, chứng chỉ giả. Để tránh bị phát hiện, các đối tượng đã sử dụng căn cước công dân giả và tạo tài khoản online trên hệ thống ngân hàng nhằm thực hiện các giao dịch chuyển tiền. Các đối tượng Nguyễn Đình Hoàng, Lê Đình An, Bùi Văn Bình, Lê Đình Tiệp đều được Nguyên phân công nhiệm vụ cụ thể. Trong khi đó, Hoàng có nhiệm vụ tạo các fanpage, group Facebook rồi dùng tool đi bình luận trên các diễn đàn, hội nhóm, tăng tương tác mời chào khách có nhu cầu mua bằng cấp, giấy tờ giả. Khi khách liên hệ qua tin nhắn trên Facebook, Bình và Tiệp nhắn tin và chốt đơn theo giá các bằng cấp, giấy tờ giả. Nguyên và An phụ trách việc hệ thống lại đơn hàng rồi gửi cho Quang. Đối với những văn bằng chưa có mẫu sẵn, Nguyên và An chủ động lên mạng tìm kiếm các bằng cấp, giấy tờ tương tự rồi lưu thông tin về phục vụ cho việc in, làm giả. Thời gian sau đó, do số lượng khách tăng lên nhiều, để đảm bảo thông tin chính xác và liên tục, Nguyên và An đảm nhiệm luôn phần soạn thông tin trên phần mềm chuyên dùng để thiết kế, in ấn, rồi gửi cho Quang để in lên phôi có sẵn, đóng dấu gửi cho khách. Quá trình giao dịch, Quang yêu cầu người mua chuyển khoản trước. Nhận đủ tiền, Quang chuyển giấy tờ đến tay khách thông qua các dịch vụ giao hàng. Mỗi loại giấy tờ có từng mức giá khác nhau. Từ tháng 6 năm 2023 cho đến khi bị bắt, các đối tượng đã bán hơn 1.000 văn bằng, chứng chỉ giả, thu hơn 1,5 tỷ đồng. Chiều ngày 27 tháng 6, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Định đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Phi Hùng, biệt danh là Hùng Nám, sinh năm 1978 ở tỉnh Vĩnh Long để tiếp tục điều tra xử lý về tội cướp giật tài sản. Đối tượng Hùng cùng đồng bọn sử dụng mô tô phân khối lớn, mặc áo khoác đồng phục của một hãng xe công nghệ rồi lưu thông trên nhiều tuyến đường nhằm tìm kiếm con mồi để cướp giật. Trước đó, từ ngày 6 đến ngày 15 tháng 6, Hùng cùng đồng bọn là Nguyễn Văn Hiệp, sinh năm 1992, ngụ tại tỉnh Vĩnh Long, và Nguyễn Văn Lợi, sinh năm 1993, ngụ tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, thực hiện 6 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn các huyện Tây Sơn, Phù Cát, thị xã An Nhơn và thành phố Quy Nhơn. Các đối tượng này sử dụng mô tô phân khối lớn, mặc áo khoác đồng phục của một hãng xe công nghệ, lưu thông trên nhiều tuyến đường nhằm tìm kiếm con mồi,
rồi ra tay cướp giật tài sản là dây chuyền khi có thời cơ thuận lợi. Được biết, Hùng là đối tượng có 5 tiền án về các tội cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Sau khi gây án tại Bình Định, các đối tượng trên quay lại tỉnh Vĩnh Long và tiếp tục gây án. Cụ thể, ngày 21 tháng 6, Hiệp cùng đồng bọn thực hiện một vụ cướp giật tài sản tại huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long và đang bị công an tỉnh Vĩnh Long tạm giữ hình sự để xử lý theo quy định pháp luật. Riêng đối tượng Lợi đang bị cơ quan công an tiếp tục truy tìm để xử lý theo quy định pháp luật. Chiều ngày 27 tháng 6, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ tai nạn giao thông khiến hai vợ chồng thương vong. Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế xe đầu kéo xuống xe vái lạy nạn nhân. Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày tại khu vực giao nhau giữa đường Võ Văn Kiệt, Tô Hữu, phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, anh Phạm Văn P, sinh năm 1990, ngụ tại huyện Cư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk, điều khiển xe đầu kéo lưu thông theo hướng trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột, phường Khánh Xuân. Lúc này, xe đầu kéo với xe máy do ông Nguyễn Minh Dê, sinh năm 1960, ngụ cùng huyện, chở vợ là bà Nguyễn Thị Mờ, sinh năm 1968, tông nhau. Vụ tai nạn giao thông khiến ông Dê tử vong tại chỗ, bà Mờ bị thương được mọi người đưa đi cấp cứu. Sau vụ tai nạn, trên mạng xã hội đã xuất hiện đoạn clip do camera hành trình của một chiếc xe đi phía sau ghi lại. Đoạn clip cho thấy, sau vụ tai nạn, tài xế xe đầu kéo đã mở cửa xuống xe vái lại nạn nhân trong sự bất lực. Nối tiếp chương trình sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị cùng theo dõi. Chiều ngày 27 tháng 6, lãnh đạo xã Đông Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra hỏa hoạn tại một nhà xưởng. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ cùng ngày, người dân khu vực phát hiện nguồn cháy xuất phát từ một nhà xưởng, sau đó bùng lên dữ dội. Đám cháy kèm khói đen bay mù mịt khiến nhiều người lo lắng cháy lan sang nhà xưởng bên cạnh. Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Bắc Ninh đã nhanh chóng điều động phương tiện, lực lượng đến hiện trường, phối hợp với người dân tổ chức chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn. Đến khoảng 15 giờ 25 phút, đám cháy cơ bản được dập tắt. Bước đầu chưa thống kê được thiệt hại. Theo lãnh đạo xã Đông Phong, ngọn lửa được khống chế và không bị cháy lan, không có thiệt hại về người. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ. Mới đây, tại sân bay quốc tế Nội Bài, tổ công tác của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an Interpol Việt Nam đã tổ chức bàn giao đối tượng truy nã Đặng Quốc Huy vừa được tiếp nhận dẫn giải từ UAE về Việt Nam cho Công an tỉnh Bắc Giang để xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó năm 2016, Đặng Quốc Huy, sinh năm 1982, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, đã có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản bằng hình thức thuê hai xe ô tô, sau đó mang đi cầm cố, chiếm đoạt tài sản rồi bỏ trốn. Ngày 8 tháng 6 năm 2017, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đặng Quốc Huy về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 140 Bộ Luật Hình sự năm 1999. Do đối tượng bỏ trốn, ngày 26 tháng 6 năm 2017, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định truy nã đối với Đặng Quốc Huy. Và ngày 22 tháng 11 năm 2023, Ban Tổng Thư ký Interpol ban hành lệnh truy nã quốc tế số A10739-11-2023 đối với đối tượng Đặng Quốc Huy. Ngày 26 tháng 6 năm 2024, Interpol UAE đã bắt và bàn giao Đặng Quốc Huy cho Interpol Việt Nam để dẫn giải đối tượng từ UAE về Việt Nam. Quá trình tiếp nhận, dẫn giải đối tượng Đặng Quốc Huy từ UAE về Việt Nam tuyệt đối an toàn, theo đúng các điều ước, thỏa thuận quốc tế giữa Việt Nam và UAE. Tối ngày 27 tháng 6, ông Triệu Quốc Toàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, xác nhận. Hai thanh niên ở xã vừa có hành động dũng cảm cứu một bé gái bị nước cuốn trôi dưới dòng suối chảy xiết. Thông tin ban đầu cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày. Thời điểm trên, cháu Ngô Vĩ Oanh, sinh năm 2014, trú tại thôn An Phú, xã An Thịnh, đi qua đập tràn suối Ngòi Bục, khu vực lâm trường, không may bị nước cuốn trôi cả xe đạp và người. Lúc này, thấy bé Oanh chơi với dưới dòng suối bị nước cuốn trôi, anh Cường và anh Kiên, hai thanh niên cùng xã, đã lao xuống dòng nước chảy xiết cứu bé Oanh. Trong chốc lát, bé Oanh và xe đạp đã được hai thanh niên đưa lên bờ trong niềm vui của nhiều người chứng kiến. Ông Toàn cho biết, hành động của anh Kiên và anh Cường rất dũng cảm. Đây là việc nghĩa, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Phía địa phương đã làm hồ sơ để có hình thức khen thưởng hai công dân dũng cảm cứu người. Vừa qua, đại diện đội cảnh sát giao thông công an huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai cho biết, đã trích xuất camera từ trục đường thuộc Bùng Binh Đắk Đoa để làm rõ việc ba ô tô bán tải dàn cảnh biểu diễn drift
điều khiển xe tốc độ cao trượt bánh sau vào rạng sáng ngày 27 tháng 6 rồi quay video chia sẻ lên mạng xã hội. Theo nội dung clip, ô tô bán tải màu trắng biển kiểm soát 81C24477 và hai xe bán tải khác được xếp hàng ngang trước Bùng Binh, huyện Đắk Đoa. Sau đó, tài xế ô tô bán tải màu xám điều khiển xe tốc độ cao trượt bánh sau quanh hai xe này. Video có thời lượng khoảng 19 giây và được tài khoản có tên Hoàng Cường đăng tải lên mạng xã hội, thu hút nhiều lượt bình luận tỏ thái độ phẫn nộ. Nhiều ý kiến cho rằng những tài xế này coi thường tính mạng khi biểu diễn tại khu vực đông đúc xe cộ qua lại. Sau khi trưng bày tại Paris, Pháp, bộ sưu tập tranh sen gồm 12 bức của nhà sưu tầm Thúy Anh tiếp tục được trưng bày tại biệt thự 49 Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Sự kiện thuộc chuỗi hoạt động bền bỉ về nghệ thuật đã được nhà sưu tập tổ chức nhiều năm qua nhằm lan tỏa không gian vẻ đẹp về văn hóa con người Việt Nam thông qua mỹ thuật cũng như những cuộc chuyện trò, trao đổi vừa mang tính học thuật vừa gần gũi, ấm áp và gợi mở. Trong bộ sưu tập có thể kể tới những tác phẩm nổi bật như Mùa sen của tác giả Phạm An Hải, Sen Tây Hồ tác giả Hải Kiên, Sen Hồng của Đào Liên Hương, Sen Vào Hạ Bình Nhi, Mùa sen vàng Nguyễn Văn Đức, Sen Thắm Lê Anh Duy, Sen Lửa Lê Hữu Dũng, Sen Quê Tuấn Đạt. Gần nửa số tranh sen trong bộ sưu tập 18 bức được sưu tập thông qua đấu giá thiện nguyện và ủng hộ cho Ban Vận động Mỹ thuật và Ngoại giao Văn hóa Việt Nam. Số còn lại được nhà sưu tập trực tiếp lựa chọn từ các họa sĩ mình yêu thích. Trước khi được giới thiệu tới công chúng yêu nghệ thuật trong nước, bộ sưu tập Hồng Sen đã được nhà sưu tập lan tỏa tại thủ đô Paris. Những bức tranh hoa sen của các họa sĩ đương đại Việt Nam xuất hiện bên áo dài, nón lá đã tạo được điểm nhấn khó phai, góp phần tôn vinh vẻ đẹp của đất nước, con người Việt Nam. Lý do bắt tay sưu tập tranh sen, nhà sưu tập Thúy Anh cho biết, vào đợt đại dịch Covid-19, chị có nhiều thời gian để sống chậm lại, ngắm tranh sen qua mạng Internet. Trong lúc người người đều cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng do dịch bệnh gây ra, chị đã vô tình được xem bức sen lửa của họa sĩ Lê Hữu Dũng với hai màu đỏ và vàng. Đúng như tên gọi, bức tranh đã mang đến cho chị nguồn năng lượng tích cực, có thêm nhựa sống để vượt qua những tháng ngày ảm đạm. Hơn thế, vốn là một người yêu cái đẹp, đặc biệt là loài hoa của mùa hè này, chị muốn sở hữu nhiều hơn các bức tranh về sen. Tại sự kiện, một buổi mạn đàm về sen trong dòng chảy hội họa, văn học nghệ thuật đã diễn ra với sự góp mặt của họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, nhà phê bình văn học Văn Giá, nhà văn, họa sĩ Trần Thị Trường, phó giáo sư tiến sĩ, nhà nghiên cứu văn hóa Trần Trọng Dương và đông đảo văn nghệ sĩ với sự dẫn dắt của tiến sĩ ngôn ngữ, nhà thơ Đỗ Anh Vũ. Họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam cho biết, ở Việt Nam, các triển lãm tranh thường do họa sĩ, nhóm họa sĩ hay một đơn vị nghệ thuật đứng ra tổ chức, ít khi có một nhà sưu tập khởi xướng tổ chức triển lãm hay mạn đàm nghệ thuật. Như vậy, có thể coi hoạt động của nhà sưu tập Thúy Anh là hiếm hoi và cần được cổ vũ, lan tỏa. Cũng theo họa sĩ Lương Xuân Đoàn, hội họa Việt Nam đã sở hữu nhiều bức tranh đẹp về hoa, đặc biệt là hoa sen. Đây là một đề tài hấp dẫn trong hội họa và được nhiều lớp thế hệ họa sĩ khai thác bằng các ngôn ngữ nghệ thuật khác nhau, vừa có sự kế thừa, vừa có sự tiếp biến. Với nhà nghiên cứu văn hóa Trần Trọng Dương, sen đã tồn tại trong văn hóa Việt Nam từ hàng nghìn năm trước. Trong thơ văn, kiến trúc, hội họa đều có hình tượng sen, từ mảng chạm thời Lý Trần đến họa tiết điêu khắc đình làng, hoa văn trên các vải vóc đều mang một típ hoa sen. Nhà nghiên cứu bày tỏ mong muốn, trong tương lai sẽ có công trình nghiên cứu bao quát tất cả các mô típ trang trí sen trong nghệ thuật truyền thống Việt Nam. Hầu hết các văn nghệ sĩ đều nhận định rằng những cuộc gặp gỡ, mạn đàm đã mở ra một tiền lệ tốt, giúp giới sưu tập, giới trí thức và các họa sĩ hiểu nhau hơn. Từ đó có thể cho ra đời nhiều ý tưởng, mang lại những giá trị tích cực cho đời sống. Trước đó, nhà sưu tập Thúy Anh đã tổ chức nhiều cuộc mạn đàm triển lãm ý nghĩa như Phố và Hoa năm 2021, với mong muốn xua tan không khí ảm đạm của đại dịch Covid-19, hay Vẻ đẹp Hồng Tâm năm 2023. Nhiều tác phẩm đã được bán đấu giá để gây quỹ từ thiện. Trưng bày kết thúc vào ngày 30 tháng 6. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.